Xin chào toàn thể anh em thợ ong nhé. Ở video ngày hôm nay thì bên em có về ở trên đây một dòng sản phẩm ống nhòm Suntu 10x42HD để phục vụ cho anh em đi săn ong. Và trước khi vào với video thì em giới thiệu cho anh em một chút qua về cái chính sách bảo hành của bên em. Khi mà anh em mua hàng bên em thì sẽ có hóa đơn bảo hành như thế này anh em nhé. Bảo hành cho anh em chính hãng là 2 năm. Và địa chỉ của em cũng như là số điện thoại của cửa hàng em có đầy đủ, ngày tháng năm mua hàng đầy đủ cho anh em, tên và địa chỉ của khách hàng. Để cho anh em yên tâm và mua hàng và sử dụng trải nghiệm nhé. Phiên bản này là phiên bản Suntu 10x42HD. Anh em hay hỏi em là anh em mới tập chơi cũng như là tài chính yếu thì có chơi được sản phẩm này không? Thì phải nói với anh em một từ là sản phẩm này thì nó cực kỳ là dễ chơi. Bởi vì sao? Hình ảnh nó rất là rộng và cái tài chính của anh em nếu như phải bỏ ra thì phiên bản này em đang sale cho anh em mức giá là 1.500.000 phiên bản hàng mới anh em nhé. Một phiên bản hàng mới. Và đây em sẽ bóc ra cho anh em xem qua. Em đang ngâm nước sẵn một con cho anh em rồi. Đó, mua hàng ở bên em là phải chuẩn chỉnh để cho anh em xem. Đó, hàng mà phải có uy tín này, đảm bảo chất lượng cho anh em, chính hãng này, chống nước đầy đủ để cho anh em thợ ong yên tâm đi săn nhá. Đó, túi đựng của chiếc này thì nó có đầy đủ cho anh em này, túi đựng quai đeo, logo hình con cá mập nhá. Phiên bản này thì sẽ có bảo hành đầy đủ cho anh em, giấy tờ. Khi mà anh em nhận hàng ở bên em thì sẽ được kiểm tra hàng, bóc hàng kiểm tra thoải mái đây. Đó, phiên bản này đây, em sẽ cho anh em xem qua một cái vòng hộp của chiếc này. Đó. Hộp của chiếc này thì ở sau hộp thì nó sẽ có mã số, mã vạch. Đó, Suntu 10x42, kính phủ FMC. Con này thì nó sẽ là kính phủ xanh anh em nhé. Và chiếc này cho anh em xem qua, chiếc này thì nó sẽ có khăn lau này. Đó, một cái khăn lau, một cái quai đeo. Quai đeo cũng như là sổ sách hướng dẫn đầy đủ cho anh em. Nói chung là ống ở bên em thì gửi đi thì sẽ không thiếu bất kỳ một cái phụ kiện gì cho anh em đi săn ong. Và phiên bản này mức giá chỉ có 1.500.000 thôi anh em nhé. Một phiên bản kính phủ xanh cho anh em rất là đẹp và trong. Đó, phiên bản này phiên bản 10x42, bản 304FT. Cụm mắt của con này rất là rộng anh em nhé. Cụm mắt rất là rộng và to luôn. Để cho anh em xem qua về cái chiếc này, kính phủ xanh, mức giá chỉ có là 1.500.000 thôi. Anh em nào quan tâm đến được dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ cho em sớm nhất để đặt hàng. Em đã ngâm nước sẵn một chiếc rồi. Đây, anh em xem qua, em ngâm nước sẵn một chiếc để cho anh em xem về cái dòng sản phẩm này. Đó, bởi vì là sản phẩm bên em thì nó phải chuẩn chứ anh em. Đó, bán cho anh em nó phải chuẩn chỉnh. Đó, nó không hề bị vào nước anh em nhá. Không hề bị vào nước, kính còn rất là đẹp và trong. Đó, không hề bị vào nước luôn. Cái này thì em ngâm nước cho anh em yên tâm. Để anh em hỏi em là ống nhòm thì liệu nó có chống nước hay không. Mức giá 1.500.000 thì con ống này nó có chống nước, nó có bền không. Thì phục vụ cho anh em nói chung là ống nhòm bên em đã bán ra thì sẽ cam kết cho anh em là hàng chính hãng và sẽ có chống nước 100%. Đây anh em nhé. Đó, mức giá chỉ có 1.500.000 thôi. Bao ship bảo hành 2 năm cho anh em. Anh em nhận hàng test thoải mái cho em. Em ngâm nước cho anh em xem qua một chiếc đây, để cho anh em yên tâm sử dụng và trải nghiệm sản phẩm ở bên em. Đó, lúc nào cũng phải là chuẩn chỉnh 100% nhá. Đấy, ống lúc nào cũng phải chuẩn cho anh em. Nhận hàng kiểm tra bao test ưng ý đúng mẫu mã sản phẩm thì anh em mới cần thanh toán. Đó, anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ cho anh em sớm nhất để đặt hàng qua hotline của em là 0347 808 219. Đó, để đặt hàng, mức giá sẽ giao lưu cho anh em là 1.500.000 một chiếc. Đó, miễn ship toàn quốc, bảo hành 2 năm, chống nước 100%. IPX7 đầy đủ cho anh em, kính phủ xanh anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì để cho anh em sớm qua hotline của em để trên góc trái màn hình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.